Chó thần. Ôi, chú chó tội nghiệp, chân của mày bị thương rồi. Mày ăn đi cho chóng khỏe nha, bánh gạo đấy. Từ nay ta sẽ gọi mày là Siro nhé. Ngoan lắm, Siro. Siro, ý mày là sao? Đào ở đây hả? Ôi, Phan! Cảm ơn mày, cảm ơn mày rất nhiều. Thưởng cho chú mày miếng bánh gạo ngon lành này. Lão ta kiếm đâu ra con chó đánh hơi được vàng thế kia? Chà chà, phải tìm cách bắt lấy nó mới được. Từ nay mày là của ta rồi. Mày phải kiếm cho ta nhiều vàng hơn lão chủ của mày, nghe chưa? Chỗ này phải không? Trời ơi, rắn, cứu tôi với! Siro, Siro ơi, con ơi. Ôi, Siro đang thương, con đâu rồi? Đúng cành làm cối, đúng cành làm cối. Giả bột làm bánh, giả bột làm bánh. Bánh, bánh, đó chẳng phải là món Siro thích nhất sao? Có lẽ Siro chết rồi. Cây cây này có khi là linh hồn của Siro. Mình sẽ đốn cây làm cối để bà giả bột làm bánh. Ôi, đây đúng là linh hồn của Siro rồi. Ôi, Siro đáng thương của ta. Ông lão có nhà không đấy? Dạ, ông phù hộ sang chơi. Ông làm ơn cho tôi mượn cái cối giả bánh một chút. Vợ tôi muốn làm một ít bánh gạo. À vâng, cơ mà ông nhớ dùng cẩn thận chiếc cối đây nha. Đây là chiếc cối mà tôi rất quý. Ôi, cái gì thế này? Rõ là khốn nạn. Sao ông nỡ vứt cái cối vào lò thế này? Tội nghiệp mày quá, Siro ơi. Hỡi những trò cốt thân yêu, hãy bay đi khắp cánh đồng mà Siro thích được chạy nhảy nhất. Thật tuyệt vời, khá lắm. Ông là người tài năng, ta sẽ ban thưởng cho ông. Hãy về cung điện với ta. Cũng là trò của cái cối mà. Không đâu, tôi mới là người tài năng làm cho hoa nở. Thật thế sao? Ngươi hãy thử làm cho hoa nở xem nào. Dám vô lễ với ta, quân đâu? Mau tống hắn vào ngục cho ta. Trời ơi, ta đã lấy trò từ trong bếp như ông lão kia, sao lại thành ra thế này? Chặng đua cuối cùng. Tuần tới là chung kết giải chạy toàn quốc rồi, tớ lo quá. Cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cứ cố gắng hết mình là được. Chúng ta đừng có nặng thành tích quá. Đây cũng là một cơ hội cọ sát thôi mà. Ừ, cậu thì có gì phải lo lắng. Giải thi đấu nào cũng giành thứ hạng cao. Giải này cậu là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch còn gì nữa. Huy chương vàng chắc trong tầm tay cậu rồi. Biết đâu được, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nhưng đây là giải đấu mà tớ đã mơ ước từ lâu. Tớ sẽ cố gắng hết sức, Sa Mạ. Chạy nào.
bây giờ, giải chạy marathon đường núi cấp quốc gia chính thức được khai mạc. Ôi, đích đã ngay trước mặt rồi, sao mình lại ngã ở đây kia chứ? Peter, cậu có sao không? Cậu chạy tiếp đi, sắp tới đích rồi, tớ tự lo được. Nhưng mà... chạy tiếp đi, để tớ tự hoàn thành chặng đua của mình. Cố lên Peter! Đứng dậy nào Peter, đích ở ngay phía trước rồi. Đừng lo, chúng tôi sẽ kiểm tra vết thương của anh. Tôi sẽ chạy tiếp. Anh đừng cố, chúng tôi sẽ đưa anh về kiểm tra y tế kỹ hơn. Không, dù sao tôi cũng phải hoàn thành đường chạy này. Cậu đã vượt qua được chính bản thân mình. Cậu thật là giỏi đấy. Bọn tớ rất tự hào về cậu. Peter vô địch. Peter, chúng tôi tự hào về cậu. Chú bé tí hon. Ngày xưa, hai vợ chồng nghèo mãi mới sinh được một đứa con trai. Dù lên 6, nhưng chú bé vẫn tí ti, vỏn vẹn bằng ngón tay út của mọi người. Ai cũng gọi chú là Tí Hon. Mẹ ơi, nắng của mẹ này. Mẹ cảm ơn Tí Hon. Nhà cô Na rõ khổ, mãi mới sinh được đứa con mà cũng chẳng giúp được gì cha mẹ là bao. Sao lại không giúp được gì? Tí Hon mang lại niềm vui vô bờ bến cho cha mẹ. Cha mẹ yêu Tí Hon nhất trên đời. Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng. Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, nhớ người vung gốc. Hay quá, Tí Hon giỏi quá. Sắp tới vào mùa, cha phải đi cấy thuê ở làng khác. Sẽ về khuya lắm, không còn được nghe Tí Hon đọc thơ thế này nữa rồi. Hay cha mẹ, để con đi chăn trâu cho nhà phú ông. Nhà ta sẽ có thêm tiền, sẽ sớm mua được ruộng cày cấy. Cha mẹ sẽ không phải đi làm thuê xa nữa. Không được đâu con à. Con bé thế này mà trâu nhà phú ông con nào cũng to lớn, làm sao con chăn nổi? Con làm được mà. Con bé, nhưng con biết nói cho trâu nghe. Cha mẹ cứ để con làm. Hay cứ để cho nó làm đi mình à. Con cũng 6 tuổi rồi, nó tuy bé nhưng mà thông minh, chắc sẽ không sao đâu. Ừ, thế để mẹ làm ít cơm nắm cho con mang đi nha. Thử xem nhé. Nào, anh trâu đầu đàn, đi ăn cỏ thôi.
Trâu ơi, đừng ăn mạ non. Trâu thì ăn cỏ trên này thôi. Cỏ ở đây hết rồi, trâu nhà mình làm sao ăn no được. Trâu ăn không no thì không đủ sức cày ruộng mất thôi. Anh trâu đầu đàn ơi, giờ chúng ta hãy lên núi đi. Trên núi nhiều cỏ non xanh lắm. Bông hoa hồng đẹp quá. Mình chưa bao giờ được thấy bông hoa nào đẹp đến thế. Ôi, có một ngôi nhà xinh xắn này. Cháu chào cô tiên hoa hồng. À, chú bé tí hon đấy à. Mời cháu vào nhà cô chơi. Tí hon ăn bánh cô làm đi nha, ngon lắm đấy. Bánh cô cho, sao tí hon không ăn? Cháu để dành mang về cho ba mẹ ăn. Nhà cháu nghèo lắm, ba mẹ cháu làm lụng đến khuya vẫn không đủ ăn. Cháu thương cha mẹ cháu lắm. Tí hon thật là hiếu thảo quá. Tí hon cứ ăn đi, cô còn nhiều bánh mà. Ăn xong, cô sẽ về nhà giúp tí hon. Nhà cháu kia kìa cô. Giờ cháu dẫn trâu về nhà phú ông, rồi đi tìm cha mẹ cháu về đây. Dạ. Ồ, nhà đẹp thế. Ruộng của ai mà tốt thế? Đàn gà nhà ai thế? Em làm giúp hai anh chị và tí hon đấy. Từ nay, nhà anh chị không còn nghèo nữa. Có ruộng cày, có nhà ở, có đàn gà ăn thóc. Chúng tôi cảm ơn cô tiên nhiều lắm. Còn đây là món quà đặc biệt dành cho tí hon hiếu thảo. Cháu cảm ơn cô tiên hoa hồng. Cháu cảm ơn cô tiên hoa hồng. Chuyện của cải xanh. Làm việc vất vả thế này thì nhan sắc mình sẽ phai tàn đi mất. Công nhận lá vàng nhiều thế này, dọn bao giờ mới hết? Phải nghĩ ra cách gì dọn thật nhanh. Cháu nói phải, để xem có cách gì không nào. À đúng rồi, một cỗ xe sẽ rất lợi ích cho chúng ta. Hay quá, nhưng làm thế nào để cho chúng ta có được cỗ xe ạ? Chúng ta phải hợp lực với nhau. Giờ bác sẽ vẽ thiết kế, Bina làm thùng xe, rau dền làm bánh xe, cà rốt làm bàn đạp, diếp cá tô màu, còn bông cải xanh thì làm ốc vít. Các cháu thấy thế nào? Hay quá ạ! Chúng cháu sẽ chăm chỉ làm việc ạ! Quả là một cỗ xe tuyệt diệu! Chúng ta phải cố gắng hoàn thành nó. Sao nhỏ xíu khó nhìn thế này? Tại sao mọi người đều phân công làm những cái to lớn, hoành tráng, còn mình phải làm cái con ốc bé nhỏ tầm thường này? Đến lúc đó thì bẻ cả mặt. Mình phải làm những cái to lớn kia. Mình sẽ là người có công nhất. Cà rốt ơi, em làm đến đâu rồi? Em mới bắt đầu thôi ạ. Mắt chị kém quá. Chị chẳng nhìn thấy những con chốt nhỏ xíu đó đâu cả. Em đổi cho chị nhé. Vâng, thế cũng được ạ. Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát lắm. Cứ để đấy đã, mình sang chỗ giúp cá xem sao. Bạn đang làm gì đó? Tớ đang làm đủ màu để tô cho cả cái xe. Nếu giờ mình tô màu cho cả xe thì công mình sẽ to nhất. Mình phải làm bằng đạp, nhưng cái đục cứ đập vào tay mình. Mình mỏi tay quá, bạn đổi cho mình nhé. Cũng được thôi,
Vậy cậu làm màu nhé. Tuyệt quá, cảm ơn cậu. Những chiếc lá này mùi thật khó chịu. Và mình bị màu vấy bẩn hết cả. Công việc này cũng thật nhàm chán. Thôi, mình để đó đã vậy. Anh đang làm gì thế? Anh đang làm thùng xe. Thùng xe hả? Thùng xe là cái to nhất trong cái xe rồi. Đây nhất định là công việc hoành tráng và thú vị nhất. Anh Bina ơi, em đang làm màu để sơn xe. Nhưng chiếc lá có mùi thật khó chịu. Em hắt hơi nhiều quá, đến mức đau cả đầu. Anh đổi cho em nha. Không được đâu bắp cải ơi. Công việc này vất vả lắm, em không làm được đâu. Anh thật ích kỷ, anh không giúp đỡ em chút nào cả. Thôi được rồi, anh sẽ đổi với em. Anh nhớ chuẩn bị nhiều màu nhé. Thì thùng xe em làm sẽ là cái thùng xe to nhất cả trang trại đấy. Sao những thanh gỗ nặng thế này? Cứ thế này thì tay mình chai sần mất. Thôi, mình chẳng làm gì cho mệt. Hả? Thùng xe của cháu đâu? Cái này quá to và quá nặng với cháu. Cháu không thể nào nhấc lên nổi. Công việc của cháu ban đầu là làm chốt vít, vì nó phù hợp với khả năng của cháu. Nhưng cháu lại không làm tốt công việc đã nhận, chỉ mãi mê đuổi theo những cái mới lạ. Kết quả là cháu không hoàn thành được việc gì. Bây giờ cháu đã thấy hậu quả rồi đấy. Một cái xe mà không có thùng xe thì biết làm thế nào. Cháu xin lỗi bác, xin lỗi mọi người. Con rắn tốt bụng. Các con cẩn thận, có rắn đó. Bạn đừng sợ, tôi có làm gì đâu chứ. Ngươi định lừa ta sao? Còn lâu nhé. Loài rắn các ngươi là chúa độc ác, đã giết hại bao nhiêu loài, lại còn giả vờ tử tế nữa sao? Tôi thật sự không có ý đó mà. Các con về thôi, hãy đánh xa loài rắn độc ác đó ra. Tớ nghe nói khu rừng chúng ta mới xuất hiện một con rắn, trông nó vô cùng hung dữ. Thật vậy sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Rồi chúng sẽ lại hoành hành khu rừng. Đã từ lâu rồi, loài rắn không còn xuất hiện ở đây nữa. Chúng ta đang được yên ổn, vậy mà giờ lại xuất hiện nữa là sao? Các bạn đừng lo. Các bạn thỏ chạy đi đâu thế? Cà rốt này. Chào các bạn. Chạy thôi, rắn tới đó. Đồ rắn độc ác, ném hắn đi anh em. Tại sao họ lại đối xử với mình thế chứ? Mình có làm gì nên tội đâu. Còn sao thế này? Trời ơi, cây cầu bị gãy rồi, làm thế nào bây giờ đây? May quá, cuối cùng thì cũng tạnh mưa rồi. Mình phải tranh thủ đi kiếm đồ ăn mới được. Nhà chẳng còn gì ăn cả. Này chị gà, chị sao thế? Gà út của tôi bị thương, tôi cần phải đưa nó tới bác sĩ gấu bây giờ. Mà cây cầu qua suối lại bị gãy rồi, còn tôi biết phải làm sao đây? Khổ thân gà con, chết thật. Cây cầu lại gãy vào đúng lúc này cơ chứ. Nếu tôi không sang được bờ suối bên kia thì cũng chết đói mất thôi. Ôi, cây cầu gãy rồi sao? Vậy thì sao qua suối được đây? Cây cầu bị gãy rồi, mà tính mạng của gà con lại đang gặp nguy hiểm. Mọi người cũng cần phải qua suối nữa. Hay là... Tiếng gì thế nhỉ? Ôi, gì thế kia? Là rắn đó chị gà ơi. Mọi người, xin mọi người hãy nghe tôi nói. Không, không, mi đừng tiến lại đây. Tôi biết mọi người sợ hãi xa lánh tôi, nhưng xin hãy tin tôi một lần. Cây cầu đã gãy rồi,
mà tôi có thể giúp mọi người. Giúp ư? Giúp bằng cách nào? Chị gà, đừng tin lời hắn chứ. Tôi có thể chết, nhưng con tôi thì không thể. Cậu có thể giúp chúng tôi bằng cách nào? Con suối này khá hẹp, mà người tôi lại dài. Tôi có thể bắt ngang qua dòng suối, làm cây cầu giúp mọi người đi qua. Liệu có thể không? Tôi nghĩ trước khi chúng ta xây dựng lại được cây cầu, đây là cách khả thi nhất rồi. Nhanh lên, vì gà Út chúng ta không thể chậm trễ được. Nào mọi người, hãy qua suối thôi. Mọi người hãy qua cầu đi nào. Ôi da, xót quá. Sao mọi người lại tới đây? Mọi người không sợ tôi nữa sao? Cảm ơn cậu. May nhờ có cậu mà con tôi được cứu sống kịp thời. Cũng may nhờ có cậu mà chúng tôi qua suối tìm đồ ăn được. Nếu không thì chắc đói mất. Cảm ơn cậu nha. Ồ, có gì đâu. Việc tôi có thể làm thì tôi làm thôi. Ôi, cậu còn bị thương nữa kìa. Cậu đã hy sinh thân mình, bị thương để cứu chúng tôi. Vậy mà chúng tôi cứ tưởng loài rắn các cậu ai cũng độc ác như vậy. Chúng tôi xin lỗi nha. Mọi người hiểu được vậy thì tốt quá. Khu rừng này là nhà của chúng ta. Giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Chúng ta phải đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau nhé. Đồng ý. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.